chào mọi người. Hôm nay chú cháu mình tiếp tục đi nữa mọi người. Vô bánh hôm qua vô bánh nè. Này chú cháu mình đặt tiếp tục nha. Giờ mọi người theo mình đi xem chú mình đặt chuột nha mọi người. Mình đổi sang bắt của bể thịt khỉ đường phố sẽ ngon á. Này chú cháu mình đi là bẫy tiếp mọi người. Răng nó mọc dữ lắm chứ bộ. Nó mài răng đó. Lên nè. Lên nha. Vô lụm nha. Lấy cục đá gài lại. Thôi nó rớt cơ mọi người. Chuột chín là nó rớt. Nó gài lại vậy đó. Vô cái là cũng giống như đậu má gì. Vô thớt rồi. Luôn vô chín. Nó rớt chứ được hả? Cái này có ổn nữa nè. Cái này luôn. Nè. Tiếp tục lên được. Giờ xem nha chú mình đặt nghe mọi người. Hồi 2 giờ tới giờ. Số mày vào hôm qua thì 3 giờ đi. 5 giờ về. Bữa nay thì 2 giờ đi rồi. Mời 1 giờ. 12 giờ. Mua thêm 50 cái nữa mời 1 12 giờ chưa đi à. Vậy là mua xong rồi 9 giờ 8 9 giờ rồi sửa. Giờ mua về làm sửa từ từ được rồi. 20 cái 3 người sửa 2 tiếng đồng hồ. Sửa lại gà mới được. Ý là chưa. Mua ý về là mình sửa lại nữa mình đặt mấy im nha mọi người. Ý là chưa tính thời gian con xe dây nữa. Rồi xong. Tiếp. Cháu mình hôm nay sáng đi thăm lọt nha cả nhà. Rồi cháu mình đi xuất phát nha. Lên đường. Cái nào trước? Chính này hả? Lụm rồi cả nhà ơi. Vô bội em. Dễ luôn mà phải không? Dễ. Vô bội nha cả nhà. Đây. Một em lượm. Tiếp. Cầm cây theo không? Nói chứ, cầm cây dạy theo. Nay là tôi xách vỏ được hai cây. Hai cây rồi. Anh sang anh nói dính rồi. Dính rớt đất luôn. Trời ơi. Rớt đất. Chà bá luôn. Dính mà gớt đất cả nhà. Dính mà gớt đất luôn. Bành chi luôn.
ba em mày. Dính không? Dính lụm lụm lụm. Lụm cả nhà. Mình vô mình lấy nha. Ấy da. Chưa, thấy chưa? Thấy chưa cả nhà? Dễ ăn không? Tiếp, tiếp. Tiếp. Nghe lụm hả? Ờ nghe nghe nghe, nghe. Em chú mình nói lụm rồi cả nhà ơi. Có rồi, có rồi. Có rồi, có rồi. Đó, 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 đó. Thấy rồi, thấy nó rồi. Đó. À, trời ơi quá trời to luôn, quá to rồi cả nhà. Đâu đâu cái đó vậy mà không dính trời, không dính nè. Ê thấy chưa, rồi vô. Vô hộp liền. Đó, thấy chưa? Trong đây là và có đó mọi người. Cái còn cái chùm đó là sảy hết rồi cả nhà. Chùm đó là không có dính. Cả nhà đi theo mình đi tiếp nha. Tiếp mọi người ơi. Cái này dính nữa rồi. Dính 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 lấm lấm. Để cho thằng em mình nó lấy nè. À, cả nhà thấy nó nhảy không? Nó nhảy trên đó đó. À, cả nhà thấy nhảy hả? Đó, nó bò 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 đó. Đó, 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 đó. Thấy chưa? Thấy mê không? Rồi, lụm, lụm nữa cả nhà ơi. Chưa, bữa nay chưa có ai đặt hết trơn nha cả nhà. Vô, vô, vô. Con này không có dính. Dính nữa rồi cả nhà ơi. Dính rồi, dính rồi, dính rồi. Cây này khuất quá, không thấy. Khuất quá, không thấy đường cả nhà. Sao vô? Cây đồng 1 với đồng 2. 21 là hai cái dính con. Quy lại lấy vô đi. Từ từ. À, một em nữa cả nhà ơi, thấy chưa? Quả đã. Ngon lành. Ngon lành canh đào. Này không có giấy nha. Cái này sẽ không dính nha cả nhà. Này, cái này không dính. Chú mình lấy trước rồi nè. Mà cây đó, cây bên đó dính. Cây đó dính chưa?
chú mình đang lấy đó nha. Đó, đâu cho em vô chậu liền. Đâu. Vô ấm rồi, cho em vô. Vô vô rồi, không lôi lại đằng kia chứ. Chột chưa, chột chưa. 2 4 6 8 9 rồi. 2 4 6 8 9 rồi. Khóa cái lục, khóa cái lục. 9 rồi, 9 rồi. 9 rồi, 9 em ơi. Vô tiếp, đi tiếp ra cả nhà. Ừ. Tiếp tiếp cả nhà. Đi đó thì được không? Dính phải không? Dính nè, dính nè. Trái bờ Úc nó cái dính cây đó này dính mà. Rồi nó cái này, cái chứ cái này hả? Dính nữa, một cặp luôn. Một cặp luôn. Rồi. Đâu rồi, em chạy đâu em ơi? Đó, em đã đứng kìa cả nhà ơi. Cái cây bên đó nó cây chỗ cái chuồng heo nó chiều cái nó chạy qua chạy lại chạy qua. Dính rồi. Hả? Bán vậy. Bán đây nè, bán mấy người này nè. Ăn cái chứ bán gì? Bạn không? Trời ơi, ta kiếm thôi, mày hai thước nữa đi, có đâu mà bằng bằng nhau không vậy? À, hàng này có không? Có, cây này rồi. Ừ. Dữ lắm nè ơi, bắt giùm ta vài ít bữa cho hết rồi. Lụm, lụm. Cao cao. Lụm. Ta nhớ hồi sáng ta chạy ra ta dò lụm, lụm cả nhà ơi. Chưa, thấy đẹp trai chưa? Nhỏ, cái con vô nhà rồi mấy bự. Vậy hả? Có vô nhà đó hả? Có. Ồ nó tung kìa. Vô nhà chắc nó vậy á. Nó chạy qua đó hả? Nó làm đung đung đung. Vô, vô. Không còn chạy không? Không, hôm nay không có chạy. Vô hộp. Vô hộp lấy gì chạy. Vô hộp. Vô hộp. Đó, mở lòng mở con hả? Đó, vô hộp. Ồ, bao nhiêu đây là nhậu đủ chết. Bữa nay có tiếp, tiếp. Ông Nam có đi ăn mì tháng không? Bữa nay mùng 4. Mốt. Hả? Ờ, nó chạy qua đây như người ta mà đi. Thằng đấy nó làm đung 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 vậy đó. Nó vô cái máy lạnh tao có hổm sao bắt lên nó chạy ông nội thôi. Tự nó này sợ rồi, thôi không dám vô nữa. Lụm luôn hả? Đó ngồi đó. Thấy đó, luôn. Dính không? Ô cái này không dính nè cả nhà. Đâu? Không dính. Tiếp tiếp cả nhà. Mày chạy đâu cho thoát. Nói chứ cũng phải đâu phải dính hết được, cũng phải cái cũng thấy. Dính khoảng 50% phải nghe cả nhà. Ủa con này bự như vậy? Chà bá luôn. Thấy đường luôn. Phúc quá. Rồi đợi lấy xuống rồi cho cả nhà cùng xem nha. Lấy xuống là phải lấy đi theo chiều đó chứ không lấy ngược rồi nó ra. Chụp cái quý. Anh sáng chụp gì má mấy. Rồi luôn, không đặt luôn. Đó. Đó, cả nhà thấy chưa? Nhà nhìn thấy mê không? Dây. Vô, vô, vô. Còn cây đây. Ngày nó dính nữa rồi cả nhà. Em mình lấy. Vô. Vô vô vô. Dạ dạ dạ. Lụm. Dính
Rồi mình đi tiếp nghe cả nhà. Trơn quá, thì mưa trơn quá. Đây, nghe mảnh ra tay rồi cả nhà. Lượm 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 lượm. Nay cho thằng thợ chuột này nó lượm mày. Lượm coi. Lượm cho để coi cái coi. Đó, cả nhà thấy chưa? Đã hồn. Thế thèm chứ. Thế thèm vô lượm lượm vô vô. Vô bội em ơi. Vô bội. Trong đây là dính hết nha cả nhà. Tất cả đều có hết nha. Mỗi lòng mỗi em. Vô, tiếp tiếp. Tiếp cả nhà. Đây đây đây, đây con lấy vậy. Dính cả nhà. Dạ. Đó. Đó. Cả nhà nhìn kỹ nha. Đó. Thấy chưa, thấy chưa? Tèn tèn, tèn tèn, vô, vô bội em ơi. Vô, vô bội, vô bội. Quá đã. Vô bội, vô. Rồi, cái này dính nữa rồi, dính nữa rồi. Cái ngoài dính luôn hả? Ừ, dính dính nữa rồi, dính nữa rồi. Sao sáng mình không thấy vậy? Trời, thấy cái đập rồi. Có. Dính nữa cả nhà ơi. Em rõ nè. Đây. Thấy con hả? Đi ngang nữa. Ông nha, chụp liền nha. Nó chạy cái lồng lên cái xây lại. Vô. Vô 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 vô. Lụm, lụm, vô, vô chậu. Cái nào nữa? Cái đó nữa. Vô chậu liền. Không. Cái đó không có. Rồi, let's go. Cái nào? Cái này nữa hả? Đó, đó. Đó, nằm cho nó nữa kìa. Nghe, không để ý luôn chạy. Dính nữa rồi, dính nữa rồi. Dính nữa rồi cả nhà. Cái kẹp. Cái này cái cuối cùng nha. Nhìn nữa cả nhà ơi. À, đó, đó. Cù má con này nhỏ mà phá đó. 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 Chụp vô, chụp vô. Phá phá đó. Hỏi em hỏi con luôn trời. Đâu rồi, đâu rồi? Đây. Hết chưa? Chuyện hết vừa phá rồi đó. Rồi. Xong, kết thúc. Rồi bây giờ mình về mình kiểm tra thu hoạch nha cả nhà. Vô vô. Về. Về thôi. Về thu hoạch thôi. Go. Đó. Thằng em mình lấy ra nha. Quá trời quá trời. Hôm nay trúng mánh rồi cả nhà. Qua mua thêm 20 cái nữa đó. Vậy con mới đã. Bữa trước đi có trực tiếng hồ về tới nhà ở đây đi 2 tiếng. Chiều mua 20 cái nữa. Rồi sáng mình thu hoạch đưa, về thu hoạch nha mọi người. Cái bự lên đó nó đặt con. Này quá trời rồi, chủ mảnh luôn rồi. Còn hả là đĩa mày 17 thì 36 cái 18 38 cái 17 còn gần phần nữa 19 cái à. Còn cái mà nó có cái thì vừa thấy đập rồi xong kết thúc.
lụm mọi người ơi, cả nhà ơi. Đâu có lụm đâu, còn hả ông mà lụm gì mà ông đi. 17 con hả sao? 17 con. Đấy chưa, đã chưa? 17 con này cỡ 2 kg không?